Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quan hệ giữa vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu với Thích Đồng Ngộ Trong giới Phật giáo, chùa quốc danh có câu Bắc Quyết, Nam Phong, Trung Đồng Ngộ Câu này ám chỉ ba sư quốc danh quyền lực và giàu có nhất trong giới tu đạo Phật xã hội chủ nghĩa Bắc Quyết tức Thích Thanh Quyết, trụ trì nhiều doanh nghiệp, tập đoàn chùa và cầm đầu Phật giáo quốc doanh ở nhiều tỉnh thành phía Bắc Thích Thanh Quyết chính là người đề xuất nhà nước không nên quản lý tiền công đức. Cầu Nam Phong ám chỉ Thích Thanh Phong, tên thật là Phạm Đức Phong. Phong là trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm nổi tiếng và lớn nhất ở Sài Gòn. Dĩ nhiên, quyền lực và tiền bạc của Phong không thua gì Thích Thanh Quyết. Và đây là hình vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Thích Đồng Ngộ. Kẻ thứ ba được nhắc đến trong truyền ngôn trên là Trung Đồng Ngộ, tức Thích Đồng Ngộ, trụ trì chùa Thiên Hưng ở xã An Nhân, tỉnh Bình Định. Ngôi chùa này được mệnh danh là chùa Trần Bắc Hà, vì mọi thứ là của trùm tại Việt Trần Bắc Hà, cũng là người Bình Định đầu tư, đổ tiền vào lên đến 780 tỷ đồng. Dĩ nhiên, chùa Trần Bắc Hà cũng là chùa của phe nhóm Ba Dũng, mà Nguyễn Xuân Phúc hồi đó theo phe Ba Dũng. Tích Đồng Ngộ, tên Cúng Cơm là Đỗ Thanh Vĩ, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1977. Theo đồng đại, thỏa thanh thiếu niên, vĩ có hổn danh là tám tỏi, nổi tiếng khắp vùng vì trộm cắp vặt. Không hiểu sao, thoát nhiên đại ngộ, đắc đạo, một bước tiến đến chức đại đức. Được băng nhóm Ba Dũng, Bắc Hà, đặt ngồi ghế trụ trì chùa Thiên Hưng. Là một nhà sư, thay vì đi hoàng phép, đem giáo lý của Đức Phật truyền bá, đồng ngộ nắp áo từ bi, nên suốt ngày bám víu vào nhóm ca sĩ, thí dụ như ca sĩ Mỹ Tâm và quan chức quân đội, công an, doanh nghiệp có máu mặt. Trong số những người theo đồng ngộ, không thể không nhắc đến Nguyên Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Cố Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thành. Công an quèn có Trung tướng Trần Văn Vệ, Trung tướng Trịnh Văn Thống, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh. Đạo Pháp ít đổi, nhưng đạo gạo mới là nghệ chính của Đỗ Thanh Vĩ, tức thích đồng ngộ. Cụ thể, đồng ngộ luôn hành nghề như triệu hồn, bói toán, chim tinh, giải hạn, phong thủy. Đối với các công trình quốc phòng hay cơ quan nhà nước, đồng ngộ thường yêu cầu khổ chủ dựng bia đá phong thủy xung quanh xây bể nước hình tròn, trên đỉnh đặt một con rùa đồng, phía dưới bia đá chôn bốn con rùa ở bốn góc. Thí dụ như ở Cục Tài chính Bộ Quốc phòng, ai vào sẽ thấy. Và đây là hình chùa Thiên Hưng, Bình Định. Còn quyệt mộ của các gia đình thì xung quanh được rải bằng thang và đá thạch anh tím hoặc trắng tùy tuổi của từng người bất cứ đối tượng khách hàng nào, đồng ngộ cũng đều thực hành như vậy. Thật ra, thích đồng ngộ là thiếu tá tình báo viên của Tổng cục 2 quân đội. Khi giao tiếp, đồng ngộ luôn xưng mình là trò và các đối tượng gặp là thí chủ. Đồng ngộ thường mặc áo trắng, lụa tơ tầm bóng loáng, tay đeo đồng hồ hiệu Rolex, hôm thì Bitek Philip, chân đi dài Louis Vuitton hoặc Hermès. Bút Monland cài trên ngực áo, Xe đi biển xanh 80B, trước đây do đại gia thời đồ bành, thân đức nam sinh, sau này do tổng cục hai cấp. Trong quá trình tác nghiệp, Ngộ luôn dùng bài văn mẫu muôn thuở là kiếp trước trò là chồng của thí chủ. Đối với phụ nữ trẻ và đẹp, đối với các đại gia là nam giới, thì kiếp trước trò là ân nhân của thí chủ. Quay đi quẩn lại cũng chỉ tiền và tình là mục đích cuối cùng mà thích đồng ngộ miệt mài tìm kiếm. Chính vì vậy mà tích đồng ngộ được tính đồ Phật giáo nhận diện là phù thủy chứ không phải một nhà sư. Đồng ngộ và Trần Thị Nguyệt Thu có mối quan hệ từ năm 2012 đến năm 2020 thì dừng lại. Thu sinh năm 1963, quê quán Điện Bàn, Quảng Nam, còn đồng ngộ là con mồ côi. Đồng ngộ và Thu quen biết nhau do thân Đức Nam giới thiệu. Khi lần đầu gặp Thu thì đồng ngộ xưng mình là trò và nói đầy ẩn ý trò kiếp trước là chồng của thí chủ, trò tiền kiếp quê núi Thành, Quảng Nam. Một vụ tai tiếng cho thấy máu gái của nhà sư trẻ thích đồng ngộ. Theo lời những người dân địa phương, một vụ ghen tuông được cho là xảy ra tại Chùa Thiên Hưng hồi cuối năm 2016. Họ kể rằng, không biết Đỗ Thanh Vĩ, pháp danh thích đồng ngộ cư xử thế nào mà để xảy ra chuyện ghen tuông giữa ca sĩ Mỹ Tâm với một phụ nữ khác. Trong thời kỳ vàng son, Thu nói với đồng ngộ nếu anh Phúc làm tổng bí thư thì anh sẽ là quốc trưởng của Việt Nam. Và đây là hình cây đa lưu niệm của Nguyễn Xuân Phúc tại chùa Thiên Hưng. Không rõ Trần Thị Nguyệt Thu thọ thẻ gì với chồng mà Nguyễn Xuân Phúc đã đầu tư cho thích đồng ngộ 120 tỷ đồng, đứng hạng thứ nhì, đầu tư tiền cho Đỗ Thanh Vĩ, hạng nhất là Trần Bắc Hà. Thực ra, Phúc không đem tiền túi của mình ra đầu tư, mà khoản tiền này Phúc móc hỏng của các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi để tri ân vợ chồng Phúc Thu đồng ngộ cho chồng trong khuôn viên chùa Cây Đa lưu niệm công đức của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi Trần Bắc Hà bị sát hại và chết trong trại giam T-771 Bộ Quốc phòng, thì quan hệ giữa Thích Đồng Ngộ và Trần Thị Nguyệt Thu cũng chấm dứt. Chắc hẳn ai cũng còn nhớ vụ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn Nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và 20 năm ngày mở cơ quan đại diện ADB này ở Việt Nam. Trích đoạn Thủ tướng Phúc đọc như sau. IDB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác khu vực như tiểu vùng Mekong, AMEC. Phúc đọc là ACMAC, CLMV, Phúc đọc là CLMV và CLV, Phúc đọc là CLM. Về cách nói các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, giảm nghèo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đạo đức tồi tệ đến trình độ hiểu biết quá thấp của vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu đã tạo nên những bất công trong xã hội, làm cho hàng trăm ngàn người dân miền Nam chết oan vì kit test Covid-19, chỉ đạo bắt oan sai nhiều doanh nghiệp tịch thu niêm phong tài sản trái pháp luật. Thay vì tìm người tài cho đất nước, Phúc toàn tìm người nhà và thân cận, dùng túng cho nhóm công an không có đạo đức đi ăn cướp và trấn lột tài sản của công dân, đục khoét ngân khố nhà nước như Trung tướng Trần Văn Vệ, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, tức tình báo kinh tế cho Hoa Nam, Trung Quốc là điển hình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quan hệ giữa vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thị Nguyệt Thu với Thích Đồng Ngộ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyễn Xuân Phúc nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, 100 triệu đô la Mỹ. Ngày 9 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm biết, trong thời gian gần đây, nguyên thủ tướng, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an mời lên làm việc 5 lần tại số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, sáng ngày 5 tháng 8, Phúc có đơn gửi cơ quan điều tra xin được phục vụ cơ quan tố tụng tại nhà riêng vì lý do đang mắc bệnh hiểm nghèo. Và đây là hình Nguyễn Xuân Phúc và Trương Mỹ Lan. Phúc trình bày như sau, mắc bệnh nhưng Phúc vẫn lợn lờ tham gia các hội nghị nhằm chứng minh bản thân vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Tối ngày 7 tháng 8 vừa qua, Phúc có tham gia lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Thượng Đức tại Quảng Nam với tâm trạng mệt mỏi, bất an và chán trường nên hình ảnh Phúc bị hạn chế đăng trên các mặt báo của tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng khẳng định Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhận của bà Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Phúc vẫn đang chối cãi và có khả năng nay mai sẽ phải thỏa hiệp để xin giảm nhẹ hình phạt. Chúng ta chờ xem công lý có được thực thi hay không. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Hiện nay, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, mặc dù mới vừa lên chức Thứ trưởng Bộ Công an, nhưng vẫn là người đứng đầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu C03 Bộ Công an với cương vị là Cục trưởng C03 Và đây là hình vợ chồng ông Phúc Trong thời gian tới Đại tá Nguyễn Quang Phương sinh năm 1976 quê quán Quảng Ninh hiện là Cục phó C03 sẽ lên nắm giữ chức vụ Cục trưởng C03 kế nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm Trước đó ngày 4 tháng 8 Thời báo D đã loan tin Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bắt Theo đó ông bị cáo buộc đã nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan ông Cao Minh Trí Giám đốc truyền thông trường phổ thông Duy Tân và ông Phan Quốc Việt, chủ tịch tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đồng thời, vợ chồng ông Phúc đã bị cấm xuất cảnh. Bản tin ngày 7 tháng 8 của Thời báo chấm cũng đã loan bà Trần Thị Nguyệt Thu vợ ông Phúc có thể bị khởi tố tội thao túng thị trường chứng khoán và sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán. Các bản tin trước đây của Thời báo chấm cũng đề cập đến một loạt nhân vật có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Phúc và vợ là Trần Thị Nguyệt Thu. Có thể kể đến như sau, Thiếu tướng Công an Đàm Thế Thành là anh em họ đằng mẹ với ông Phúc, có vợ là Bùi Thị Thu Hà, người được bà Thu nhờ đứng tên nhiều tài sản. Hiện tướng Thanh đã ly hôn vợ để tránh bị liên lụy. Và đây là hình ông Vũ Tiến Lộc tặng sách cho Tổng trọng. Trung tướng Công an Trần Văn Vệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, từng giúp Phúc khởi tố bắt giam nhiều cán bộ, doanh nghiệp để trả thù cá nhân. Điển hình là vụ án Vũ Nhâm, Phan Văn Anh Vũ, và vụ đại tá Nguyễn Duy Linh, cục phó cục tình báo Bộ Công an, con trai thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cục tổng cục trưởng tổng cục an ninh, thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Tướng vệ có thể bị khởi tố vì làm sai lệch hồ sơ vụ án, bỏ lọt tội phạm và tội nhận hối lộ, bảo kê đánh bạc trên không gian mạng. Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, phó giám đốc công an Yên Bái, đệ tử của trung tướng Trần Văn Vệ, đang trong tầm ngắm với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Hoa Nam. Ông Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, là người đã dẫn bà Trương Mỹ Lan đến gặp và giới thiệu với ông Phúc. Bà Lan nhiều lần nhờ ông Lộc đưa tiền, quà biếu cho ông Phúc. Hiện ông Lộc đã tự sát chết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Xuân Phúc nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, 100 triệu đô la Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.